Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Bản Phú Cường ạ. Ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên cho các bác một chiếc máy xay nhé. Máy xay thương hiệu, hãng thương hiệu là Toshiba. Toshiba màu xanh luôn, đấy, màu xanh rất là đẹp luôn ạ. Quay ngoại hình cho các bác xem. Em này thì không có một vết chầy chóc gì nha các bác nha. Hàng xài lướt luôn, hàng mới như chưa dùng, rất đẹp luôn ạ. Đây. Đây là cái lắp lắp cối nhá. Đây là cái lưỡi xay của nó này, rất là sắc luôn này các bác. Đấy, rất là mới luôn, sắc bén luôn. Lưỡi nó như là chưa dùng luôn này. Rất đẹp luôn. Đấy. Lưỡi dao đây nhá. Lưỡi dao rất là sắc luôn này các bác. Đấy. Lưỡi dao rất sắc luôn. Cối thủy tinh đây. Cối thủy tinh em này rất đẹp luôn. Hầu như là em này là không có một vết gì gọi là hàng như kiểu là hàng đã qua sử dụng rồi đúng không nhá, mới như chưa dùng. Cối thủy tinh chịu lực. Với chiếc cối như thế này thì các bác xay được khoảng tầm 5 đến 7 lạng thịt. Đấy. Cối thủy tinh chịu lực, xay được khoảng 5 đến 7 lạng thịt nhá. Đấy, hoặc là các bác xay nem, các bác cho hết thái nhỏ cà rốt hoặc là nấm hương mộc nhĩ, các bác cho cùng vào với xay với thịt được. Đấy, đây. Cối thủy tinh của nó này rất sạch sẽ và bóng luôn. Hãng Toshiba nhá nhé. Đấy. Màu xanh rất là đẹp luôn. Màu xanh trông rất là nhã nhặn và lịch sự. Cái này để ở bàn bếp thì không còn gì bằng nữa. Rất là nhỏ gọn, điện lợi. Đây. Đấy. Bây giờ em đi thử cắm điện nhé. Đây, cái dây của nó được dây rút. Đây, rất là tiện kéo ra kéo vào các bác. Đây. Đấy. Gọn nhẹ và tiện lợi luôn. Đây. Đấy. Đấy, các bác ấn. Cối chạy rất là êm luôn mà rất là sắc luôn, nhưng lưỡi của nó rất là sắc đấy, nên các bác sử dụng các bác lưu ý không thì đứt, sẽ đứt tay luôn, chạm vào nó là sẽ chảy đứt tay đấy. Đấy. Đấy, lưỡi rất là sắc nhá, rất là nhạy luôn này. Máy xay thịt của hãng thương hiệu Toshiba. Đấy, dây rút rất là tiện lợi, rất là nhỏ gọn luôn, các bác đặt ở bàn bếp không tiến không tốn diện tích. Đấy, mà nó còn rất là tiện lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian. Một chiếc máy xay thịt mà công dụng của nó rất là ưa chuộng luôn. Đấy, máy xay thịt Toshiba các bác nhé. Ok nhé các bác nhé, em đã cắm điện và xay thử cho các bác rồi. Đấy, về các bác đảm bảo các bác xay thịt nhuyễn luôn. Xay nằm nem, nằm chạo, nằm nem rất là nhanh luôn. Đấy. Ok nhá, với chiếc máy xay này buổi tối ngày hôm nay em lên với giá là 1.350.000 nhá. Ơi, đăng tải nhá, máy xay là 1.350.000 nhau nhá. Bác nào chuyển khoản 100% thì bên em bao ship, nếu không có không chuyển khoản thì vui lòng cọc giúp em 200.000. Một chiếc máy xay rất đẹp luôn, màu xanh rất trông rất là nhã nhặn. Đấy, mọi chi tiết sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại cộng Zalo bên em là 0862594684 nhé. Đấy, số điện thoại và số tài khoản em để ngay trên cái biển trên màn hình video đấy ạ. Đấy, bác nào cần liên hệ thì có thể chụp lại. Đấy, thì các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0862594684. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.